Tiểu sử diễn viên Tô Dũng, anh chàng công an điển trai của bộ phim Đấu Trí. Diễn viên Tô Dũng, tên thật là Tô Tuấn Dũng, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1991 tại Hà Nội. Tô Dũng là một nam diễn viên điển trai được khán giả truyền hình biết đến qua các bộ phim như Hợp đồng hôn nhân, Mùi cỏ cháy, Màu của tình yêu, Trò đời. Năm 2016, Tô Dũng đã bất ngờ được khán giả truyền hình chú ý qua vai diễn Phong trong Hợp đồng hôn nhân. Bộ phim này là dự án do nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng đạo diễn, được phát sóng trên kênh VTV1. Từ nhỏ, diễn viên Tô Dũng đã rất đam mê với điện ảnh. Sau này, dù thích ca hát nhưng cuối cùng anh vẫn chọn trường đại học sân khấu điện ảnh. Càng học, Tô Dũng càng thấy yêu thích điện ảnh và muốn được cháy hết mình trong những vai diễn khác nhau. Với diễn viên Tô Dũng, mỗi vai diễn là một thử thách đối với anh, bởi vì không vai diễn nào giống vai diễn nào, từ truyền hình, điện ảnh hay sân khấu. Đặc biệt là trên sân khấu thì sức diễn của người diễn viên cần phải lớn hơn, cần phải nhập tâm hơn vì nó cần có sự liền mạch. Dù không đóng vai chính, nhưng nam diễn viên lại nhận được sự yêu mến từ khán giả bởi khả năng diễn xuất chân chất, mộc mạc của mình. Khán giả khi xem Hợp đồng hôn nhân sẽ thấy hình ảnh vừa lạ vừa ấn tượng qua nhân vật Quảng Phong là anh chàng ngờ nghệch. Từ nhỏ Tô Dũng đã có niềm đam mê với điện ảnh. Sau này dù thích ca hát nhưng cuối cùng nam diễn viên vẫn chọn trường đại học sân khấu điện ảnh. Càng học, nam diễn viên càng thấy yêu thích điện ảnh hơn. Và anh muốn được cháy hết mình trong những vai diễn khác nhau. Với diễn viên Tô Dũng, mỗi vai diễn là một thử thách. Vì không vai diễn nào giống vai diễn nào, từ truyền hình đến điện ảnh hay sân khấu. Đặc biệt là trên sân khấu thì sức diễn của người diễn viên cần phải lớn hơn và nhập tâm hơn vì nó cần có sự liền mạch. Sau nhiều năm diễn trên sân khấu cũng như truyền hình, đối với Tô Dũng, vai diễn để lại cảm xúc nhất cho anh chính là những nhân vật trên sân khấu kịch. Từ chối truyền hình vì quá mê sân khấu. Năm 2016, sau vai nam chính trong Hợp đồng hôn nhân của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo đến với Tô Dũng tới tấp. Thế nhưng khi ấy, Tô Dũng từ bỏ cơ hội nổi tiếng sớm và thay vào đó là đi theo tiếng gọi của sân khấu. Chân ướt chân ráo về nhà hát kịch Việt Nam, Tô Dũng kể lại, nghệ sĩ nhân dân Anh Tú vào thời điểm đó còn là phó giám đốc phụ trách nghệ thuật. Nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu là trưởng đoàn biểu diễn 2 đã giao cho Dũng nhiều cơ hội làm nghề. Sân khấu mới chính là mong muốn lớn nhất của tôi. Không phải ai vừa ra trường về nhà hát cũng có cơ hội được làm việc ngay. Ai cũng cần một nơi để về. Và tôi chọn nhà hát kịch Việt Nam là ngôi nhà. Muốn coi đó là nhà, mình phải lao động, trau dồi trước đã. Khi nào đủ sự chín chắn mới vùng vẫy ở bên ngoài. Bố mẹ không theo nghệ thuật, nhưng ông bà đều là diễn viên chèo quân đội. Tô Dũng ngấm và có máu sân khấu từ nhỏ. Anh tự nhận mình là người cẩn thận, bước chậm mà chắc. Không ai có thể vẹn toàn cả. Có diễn viên trẻ chọn truyền hình, chọn làm diễn viên tự do, vừa có cơ hội nổi tiếng nhanh hơn, ổn định kinh tế hơn. Đổi lại, Tô Dũng chọn sân khấu. Anh dần khẳng định năng lực qua nhiều vai, từ vai nhỏ tới vai thứ, vai chính. Tô Dũng cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định đó. Vai ưng ý nhất tới nay của diễn viên Tô Dũng là vai Bân trong Điều còn lại của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu. Một vở về đề tài hậu chiến day dứt. Vở đáng nhớ nhất là Biệt đội báo đen của nghệ sĩ nhân dân Anh Tú dàn dựng. Và khi đó mới về nhà hát, Tô Dũng được giao vai thứ chính, vai diễn xuyên qua hai thời kỳ, lúc trẻ và khi tóc đã điểm bạc. Anh tâm sự, tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc đó mới toanh mà về nhà hát, được diễn cảnh bố Phú Đôn, Đình Chiến, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc. Cảm xúc vừa hạnh phúc vừa áp lực vô cùng. Toàn những gương mặt mình theo dõi cả tuổi thơ trên TV, nay được đứng cạnh họ, được diễn cùng họ,
Có lẽ cảm giác đó chỉ những người trong nghề mới cảm nhận được. Sân khấu và truyền hình khác nhau ở chỗ, trên sân khấu có một lần duy nhất thể hiện hay, không hay đều không có cơ hội để sửa sai. Trong suốt quá trình tập cùng các lão làng, tôi cảm nhận được áp lực kinh khủng, nhưng bên cạnh đó được sự ủng hộ của các chú, các anh chị không thể quên được. Trong số những vai diễn sân khấu kịch, anh ấn tượng nhất với vai Hai Lục Bình trong vở Biệt Đội Báo Đen. Để hóa thân vào vai Lục Bình, anh đã phải tập luyện rất nhiều cũng như gặp nhiều khó khăn. Điều đặc biệt là dù tuổi đời và tuổi nghề của anh đều ít hơn đàn anh Xuân Bắc, nhưng trong vở diễn, anh lại đóng vai là một người đàn anh. Chính vì thế, vào vai đàn anh của Xuân Bắc là một điều rất khó đối với diễn viên Tô Dũng. Tuy vậy, nam diễn viên đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nói về vai diễn đáng nhớ nhất sau 7 năm làm nghề, diễn viên Tô Dũng cho biết đó chính là vai Tiến trong Lửa Ấm. Không chỉ để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong quá trình diễn xuất, mà còn là vô vàn những cảm xúc khi lần đầu đóng vai lính cứu hỏa, được đi thực tế, nói chuyện với những người lính ngoài đời. Đây cũng là lần đầu tiên anh được vào vai một chiến sĩ công an nhân dân, được biết thêm nhiều kiến thức phòng cháy, chữa cháy rất hữu ích. Trước khi phim bấm máy, anh và các đồng nghiệp đã được đến các đơn vị cứu hỏa, quan sát, trò chuyện với những người lính và có thêm những thông tin, chất liệu cho vai diễn. Anh cũng được học tập và tập luyện khá kỹ những kỹ năng như linh hoạt khi mang những dụng cụ chữa cháy, cách hít thở bằng bình oxy và các thao tác nghiệp vụ của lính cứu hỏa. Tuy nhiên, khi ra đến hiện trường, mọi việc không hề dễ dàng. Diễn viên và ekip cũng phải dốc sức mới có thể hoàn thành các cảnh quay. Khi ra trường quay, mọi việc khác hoàn toàn với những gì mình hình dung trước đó. Những cảnh quay khá mệt, không chỉ phải đeo nhiều, vác nhiều dụng cụ chữa cháy, nặng, đòi hỏi phải thể lực tốt mà vừa phải đảm bảo diễn xuất theo kịch bản. Được mệnh danh là soái ca lính cứu hỏa, nhưng ngoài đời nam diễn viên lại là một người giản dị, không màu mè. Hiện Tô Dũng đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Tô Dũng đã kết hôn vào năm 2018 và được biết vợ của anh là cựu sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Vợ của anh từng là hot girl đình đám trên mạng một thời. Hiện nay vợ chồng nam diễn viên đang có cuộc sống hạnh phúc bên cậu con trai đầu lòng. Nam diễn viên cũng thường xuyên đăng ảnh con trai lên trang cá nhân. Anh còn được mệnh danh là ông bố bỉm sữa rất khéo chăm con. Gần đây nhất, anh vào vai Phi, bạn trai của Thi trong Hương Vị Tình Thân. Phim Hương Vị Tình Thân là hành trình tìm về nguồn cội của Phương Oanh, một cô gái trẻ cá tính với bao mơ ước ở phía trước. Đang yên ấm trong một gia đình với bố mẹ và em gái thì bất ngờ phát hiện ra sự thật mình chỉ là con nuôi. Kể từ thời điểm đó, mọi biến cố đổ lên đầu cô. Ông Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, người cha luôn yêu thương Nam hết mực, bất ngờ gặp tai nạn và qua đời. Bà Bích, mẹ nuôi của Nam thì vứt cô lại với một khoản nợ lớn rồi trốn chạy. Cũng cùng lúc đó, ông Sinh, nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam, cha đẻ của ông Nam bất ngờ xuất hiện. Sau hơn 20 năm chịu án tù, luôn lặng lẽ âm thầm theo sau và bảo vệ Nam. Nhưng chính trong những lúc khó khăn về gia đình thì chuyện tình yêu của Nam với chàng trai tên Long lại nhen nhóm, tuy nhiên đã vội dập tắt khi gặp phải sự phản đối của nhiều người. Những bí mật về ông Sinh sau đó đã hé lộ cùng với những ân oán liên quan đến gia đình Long. Trong khi đó, Khánh Thi lại dành tình cảm đặc biệt cho Long và luôn tìm cách để phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Lối về miền Hoa của đạo diễn Vũ Minh Trí là bộ phim nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả bởi đề tài gần gũi và dàn diễn viên trẻ trung. Bộ phim kể về cuộc sống đầy màu sắc của những người trẻ và câu chuyện trưởng thành của họ trong bối cảnh một làng Hoa Ven Đô. Vốn quen thuộc với những vai tử tế, hiền lành, nên khi vào vai Nghĩa, Tô Dũng đã nhận về không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhân vật của Tô Dũng trong Lối Về Miền Hoa là một kỹ sư nông nghiệp giỏi giang,
luôn giữ tâm thế cao ngạo, coi thường những người không có bằng cấp ngang hàng với mình. Trong chuyện tình cảm, Nghĩa cũng thiếu rạch ròi và không dám đối diện thẳng thắn với người con gái mình thích. Tính cách Nghĩa được khán giả nhận xét là khó ưa và gây mất thiện cảm. Theo Tô Dũng, Nghĩa là hình tượng khác hoàn toàn với những nhân vật trước đây mà anh từng đảm nhận, cả trên sân khấu và màn ảnh. Trước đây tôi hay được giao vai tốt, hiền lành, dễ mến, tâm lý đơn giản. Nhưng lần này Nghĩa đã cho tôi nhiều cơ hội để thể hiện những tính cách khác mà tôi chưa từng được làm bao giờ. Cho đến nay, Nghĩa là nhân vật mang đến cho Tô Dũng nhiều lần đầu nhất, không chỉ là lần đầu được nhận dạng vai khác biệt mà còn là vai diễn đầu tiên khiến Tô Dũng bị khán giả chửi rất nhiều. Vốn được yêu mến bởi hình tượng hiền lành, soái ca, nên khi thể hiện một nhân vật gây ức chế, dù đã lường trước phản ứng của khán giả, nhưng đôi khi Tô Dũng vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Thời gian đầu, khi đọc bình luận của khán giả, anh thừa nhận mình bị ngợp bởi quá nhiều phản ứng tiêu cực. Nhưng anh nhanh chóng ổn định tinh thần, coi đó là những góp ý mà mình cần tiếp thu một cách tích cực. Tô Dũng tâm sự, từ trước đến giờ tôi hoàn toàn được khán giả yêu thương, nhưng vai này thì khác. Suy cho cùng, đấy là nhiệm vụ mà diễn viên phải làm. Khán giả ghét chứng tỏ họ đã xem phim rất kỹ và dành sự quan tâm nhất định cho tôi. Tôi nghĩ mình cũng có một chút thành tựu khi đã khiến khán giả nhớ bằng cách ghét nhân vật của mình. Giờ thì tôi cũng đã quen với phản ứng của khán giả rồi, và tôi thấy không có vấn đề gì cả. Khi được hỏi liệu có lo lượng khán giả hâm mộ, đặc biệt là khán giả nữ, sẽ giảm đi sau vai diễn này, Tô Dũng cho biết anh sẵn sàng chấp nhận và hiểu cảm xúc của khán giả, bởi chính anh cũng thấy Nghĩa đáng ghét. Tuy nhiên, nam diễn viên bày tỏ sự yên tâm rằng số đông khán giả biết phân định rạch ròi giữa phim và đời thực. Tô Dũng khẳng định bản thân không hề có tính cách khó ưa như nhân vật, nên anh mong khán giả sẽ không ghét lây mình ở ngoài đời. Và cũng giống như nhân vật Phi, Tô Dũng ngoài đời cũng là một anh chàng kín tiếng và nghiêm túc, ngoại hình hiền lành, đáng tin khiến anh luôn được giao những vai tử tế nhưng luôn có số phận long đong. Cũng như Tô Dũng nói, trên sân khấu kịch, hầu như vai nào anh đóng cũng không chết vì ung thư thì máu trắng. Trên phim, các vai Tô Dũng đảm nhiệm trong Mùa Xuân Ở Lại, Sinh Tử, Hợp Đồng Hôn Nhân, Lửa Ấm, Hương Vị Tình Thân thường có cuộc sống nhiều trắc trở. Vai diễn gần nhất của anh trong Lửa Ấm thì chết, vai Phi trong Hương Vị Tình Thân thì không có hạnh phúc trọn vẹn. Và tuy nhiên, đời thường của Tô Dũng lại khác hẳn khi nam diễn viên đang hưởng cuộc sống viên mãn bên người vợ đẹp kém 2 tuổi cùng với cậu con trai 3 tuổi. Trên phim, nam diễn viên sinh năm 1991 thường đóng cặp với các bạn diễn xinh đẹp như Bảo Thanh, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Kim Oanh, thì ngoài đời một nửa của anh cũng xinh đẹp không kém các bạn diễn. Ngọc Anh là vợ của Tô Dũng sinh năm 1993 và không hoạt động trong showbiz, không chia sẻ quá nhiều hình ảnh tình cảm với vợ. Nhưng vào những dịp đặc biệt, Tô Dũng vẫn để bà xã xinh đẹp lên sóng cùng với những lời chúc ngọt ngào. Hai người cũng chịu khó tương tác với nhau trên mạng xã hội, nhất là từ khi có chung mối quan tâm với cậu con trai xinh xắn Tô Vũ Bảo Khang, gọi ở nhà là bé Mỡ. Từ khi có con, Tô Dũng thường xuyên chia sẻ về bé Mỡ, từ ảnh cho con đi chơi đến cho con ăn, thay bỉm cho con. Nam diễn viên luôn thể hiện mình là ông bố của con trên trang cá nhân. Điều đáng chú ý là anh và con trai sinh nhật cùng một ngày. Anh đón bé Mỡ vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 27. Tô Dũng kết hôn vào tháng 3 năm 2018 với Ngọc Anh sau 3 năm yêu nhau. Trước khi về một nhà, nam diễn viên chia sẻ bức ảnh cưới cùng với những lời ngọt ngào dành cho vợ sắp cưới. Như vậy là đã qua 3 cái Tết cùng nhau. Mặc dù giao thừa năm nay vẫn phải nhìn nhau qua FaceTime, nhưng Tết năm nay đặc biệt hơn nhiều cái Tết khác rất nhiều, vì ngay sau đây anh sẽ không chỉ là bạn trai nữa mà sẽ là chồng, là bố trẻ con. 3 năm không hề ngắn cũng chẳng dài, đủ trải qua mọi cung bậc cảm xúc, yêu thương, giận dỗi, chia tay, làm lành.
Anh biết rằng yêu là một chuyện, chung sống với nhau là một chuyện khác. Nhưng chúng ta đã dần dần vượt qua tất cả để tới ngày hôm nay. Anh cảm thấy mình thật phi thường. Anh cũng nhận ra rằng để đơn giản là tán tỉnh, nói thích, nói yêu ai đó thì không khó. Nhưng để tìm được một người có thể ở bên cạnh anh những lúc khó khăn, cùng cực, khổ sở nhất, những lúc buồn chán, thê thảm, mù mịt và chẳng thấy tương lai đâu như anh cách đây vài năm mà vẫn yêu thương anh như vợ thì thực sự là khó. Sau khi kết hôn, vợ Tô Dũng được khen ngày càng xinh và trẻ ra dù đã là mẹ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh selfie cùng với nhan sắc như hot girl. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình các bạn nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.